Xin chào quý khách hàng đang theo dõi kênh điện mặt trời của Big Bang Solar. Thời gian vừa qua, có nhiều anh chị đặt câu hỏi đến công ty Big Bang Solar nhờ chia sẻ về giải pháp lựa chọn pin lưu trữ trong hệ thống điện mặt trời và những lưu ý gì khi chúng ta lắp đặt điện mặt trời có lưu trữ. Thì trong video ngày hôm nay, em sẽ chia sẻ đầy đủ các cái thông tin chi tiết về pin lưu trữ lithium. Như mọi người cũng đã biết, với phiên bản trước đó được Big Bang Solar đưa ra thị trường, đó là phiên bản 100Ah và phiên bản 230Ah được nhiều anh chị em lựa chọn. Với những ưu điểm ví dụ như là thiết kế có màn hình thuận tiện trong quá trình theo dõi và sử dụng cell pin của EVE 6000 lần áp xả. Ngoài ra, với BSB ES được sử dụng BMS Smart thông minh nha mọi người. Khi chúng ta parallel nhiều khối pin lại với nhau thì nó sẽ tăng tính tương thích và nó sẽ giúp cho pin hoạt động trong trạng thái an toàn nhất, giúp tăng tuổi thọ của pin lưu trữ điện. Cũng rất là vui khi được nhiều anh chị em đón nhận, trong đó có khách hàng mua về tự lắp đặt, khách hàng thương mại và những anh chị thi công nhé mọi người. Nối tiếp sự thành công của BSB trong lô hàng lần này, Big Bang Solar sẽ tiếp tục giới thiệu thêm một số tính năng, những sản phẩm mới. Với phiên bản cũ thì sử dụng cell pin của EV, nhưng bên trong thì được kết nối các cell pin với nhau bằng các sợi cáp tín hiệu nhỏ nhé mọi người. Và bên cạnh đấy là sử dụng cái bớt 3 hàn laser lạnh. Việc sử dụng các cái dây tín hiệu này thì cũng không vấn đề gì quá là lớn đâu, nhưng mà để mà tăng cái tính an toàn, tăng độ tin cậy cao hơn và truyền tín hiệu tốt hơn thì Big Bang Solar cũng đã đề xuất với hãng trang bị mạch PCB. Với mạch PCB này thì vừa giúp truyền tín hiệu giữa các cell pin đưa lên trên BMS tốt hơn, vừa trong thiết kế sẽ cao cấp hơn nhé mọi người. Đấy, như tất cả quý anh chị đều thấy ở đây, cái mạch PCB này là các cái mạch truyền dẫn thay thế cho các cái sợi dây dần nhỏ mà anh chị thường thấy trước đó. Với mạch này sẽ kết nối các cái cell pin tín hiệu với nhau, nó an toàn hơn. Trên mạch nó sẽ có 4 cái sensor nhiệt độ nha mọi người. Sensor 1 này, 2 này, 3 này, 4 này để truyền tín hiệu lên BMS. Bởi vì trong BMS của BSB có một chức năng, tính năng bảo vệ quá nhiệt. Và đây là một trong những cái tính năng rất là an toàn. Khi pin có nhiệt độ cao thì BMS sẽ ngắt ra và sẽ không có sạc xạ nữa để giúp bảo vệ cho pin. Big Bang Solar rất là vui khi hãng cũng đã chấp thuận đưa vào trong phía trong của khối pin, đó là một cục chống cháy bảo vệ để cách ly oxy khi phát hiện ngọn lửa bên trong khối pin nhé mọi người. Đây là một trong những cái tính năng bảo vệ hết sức là quan trọng trong khối pin lưu trữ lithium. Thật ra với mạch bảo vệ này thì đã được ứng dụng nhiều ở trong các sản phẩm pin lưu trữ ở thị trường châu Âu và Mỹ, nhưng ở các thị trường vẫn phân khúc thấp hơn, ví dụ như là Việt Nam và châu Á thì cũng ít được sử dụng các cái bảo vệ như này. Và trong các lô hàng lần này, Big Bang Solar cũng rất là vui khi tất cả các model đều được trang bị cục chống cháy. Khi mà có ngọn lửa hoặc là nhiệt độ cao ở bên phía trong của pin lưu trữ thì cục này nó sẽ phát nổ ra và đưa những cái khí và cái chất như là chất kali hoặc natri để bảo vệ cách ly oxy, không cho pin lưu trữ nó phát tán gây ra tiếng nổ nha mọi người, thì nó sẽ bảo vệ an toàn. Và đây là một trong những cái tính năng rất là an toàn được ứng dụng trong các khối pin lưu trữ BSB, từ phiên bản Luxury, đây là phiên bản treo tường, phiên bản Rack Mount là phiên bản gắn tủ và các phiên bản khác cũng được trang bị. Và cũng hy vọng nhiều hãng pin khác sẽ chú tâm hơn về việc bảo vệ các sản phẩm pin lưu trữ, tăng những cái thiết bị bên trong để giúp cho pin an toàn hơn. Mặc dù bên trong những khối pin lưu trữ BSB đều sử dụng cell pin của EV, tuổi thọ là 6000 lần nạp xả, và những cell pin EV Lifepe V4 này có tính năng bảo vệ chống cháy cũng tương đối là tốt, nhưng mà việc trang bị thêm những bảo vệ như vậy sẽ tăng tính an toàn cho pin lưu trữ. Và đây là một trong những cái điểm mà Big Bang Solar rất là vui khi đã được ứng dụng trên tất cả các khối pin đều được trang bị cục chống cháy như này. Và không chỉ riêng bản treo tường này đâu, các phiên bản BSB, phiên bản Rack Mount như mọi người thường thấy ở đây cũng đã được trang bị mạch PCB thay thế cho các cái dây dẫn truyền thống nha mọi người. Đó, thì tất cả các sản phẩm đều được hãng tặng kèm các phụ kiện lắp đặt. Vậy nên thì trong quá trình lắp đặt thì anh em không cần phải mua thêm. Ví dụ như đây là cặp cáp 4AWG dây 25 chấm kết nối thì trong các khối pin đều có sợi cáp giao tiếp theo phương thức 4-5 phù hợp với những inverter như là Lux Power, giao tiếp can phù hợp với những dòng inverter như DZ và các tai bắt lên để treo tường, cũng như là các cái bốn cái chân đỡ như này để khi mà anh em gắn nhiều khối pin với nhau chúng ta có thể xếp chồng dễ dàng. Thì đây là một trong những cái điểm mà nó cũng tương tự so với lô BSB vừa rồi. Ngoài bản Rack Mount là bản đặt tủ như này và bản treo tường Luxury ra
thì Big Bang Solar cùng giới thiệu thêm hai dòng sản phẩm khá là chiến lược. Đây là phiên bản Plus, phiên bản đặt trồng hay được gọi là Stackable. Stackable trong tiếng Việt được gọi là đặt trồng. Thông thường các khối pin lưu trữ khi anh em chúng ta mua về muốn đặt lên nhau, ngoài việc lắp những cái rack như này để chúng ta có thể xếp chồng lên nhau, hoặc là anh em phải hàn cái tủ, thì đối với phiên bản Stackable nó sẽ được thiết kế fit với nhau. Có nghĩa là pin nó sẽ được đặt dạng xếp chồng và xếp cố định, và nó rất là an toàn chắc chắn cho mọi người. Đấy, với các bản Stackable này nó sẽ mang cái tính luxury, nó cao cấp hơn nhiều so với những khối pin rack mount, và cái định vị phân khúc của nó sẽ cao hơn. Những cái trang bị bên trong thì cũng tương tự như phiên bản rack mount này, sử dụng các mạch PCB sau pin EV 6000 lần nạp xả, có trang bị chống cháy, nhưng về ngoại thất thiết kế nó sẽ đẹp hơn so với khối rack mount. Và khi khách hàng lắp khối pin này, chúng ta lắp ở gần vị trí phòng khách có trẻ nhỏ thì cũng yên tâm hơn, bởi vì sẽ được trang bị các cái phía bảo vệ, ví dụ như là CB này sẽ được bỏ vào trong cái hộp và khóa lại, và phía sau này là các cái điểm cực kết nối thì cũng được bảo vệ kín đáo này. Khi anh em lắp đặt thì chúng ta sẽ tháo ra, nó cũng như này để chúng ta kết nối các cái khối pin lại với nhau, và lắp đặt xong thì anh em sẽ lắp vào sẽ bảo vệ kín luôn nhé mọi người. Còn phía CB này khi chúng ta lắp xong bật lên thì chúng ta sẽ siết vào để giữ cố định lại. Thì đây là phiên bản Stackable, phiên bản xếp chồng đang được Big Bang Solar phân phối. Ngoài các phiên bản áp thấp ra như là bản Stackable này, bản treo tường wall mount này, bản rack mount là bản đặt tủ, thì trong đơn hàng lần này có mặt thêm dòng pin áp cao BBES phục vụ cho những khách hàng chúng ta sử dụng những inverter hybrid áp cao, ví dụ như là DeSe. Về sử dụng các hệ áp cao khi lắp đặt công suất lớn thì mọi người cũng đã biết rồi, chi phí inverter nó rẻ hơn nhiều, lắp đặt nhanh chóng hơn, và cái chi phí từ tủ điện, dây dẫn, vị trí lắp đặt nó tối ưu hơn so với sử dụng nhiều máy inverter nhỏ ghép lại. Nhưng một điểm bất cập nữa đó là những máy này sử dụng pin áp cao, chúng ta phải nối tiếp tối thiểu 4 khối pin với nhau mới hoạt động được. Nhưng mà với cái chi phí và cái giá thành hiện nay ở thị trường Việt Nam với dòng áp cao nó cũng tương đối là cao. Và thứ hai nữa là sự lựa chọn không có nhiều. Với Big Bang Solar thì bên em tập trung vào những sản phẩm mà có độ tin cậy cao, ví dụ như là cell pin sử dụng EV, hoặc là sử dụng mạch BMS cao cấp của những hãng chuyên về thiết kế BMS hàng đầu hiện nay trên thị trường. Đó, thì đó là những cái điểm tin cậy đầu tiên. Thì để đưa ra một cái dòng sản phẩm pin lưu trữ cao cấp như này thì Big Bang Solar cũng đã trao đổi rất là nhiều với hãng và được sử dụng ứng dụng với nhiều hãng inverter khác hiện nay trên thị trường rồi, từ Sunrow, Solis hoặc là Sofa, thậm chí là những hãng inverter ở thị trường châu Âu. Thì cảm thấy ok thì Big Bang Solar mới tiến hành hợp tác đưa về thị trường Việt Nam để tăng cái tính hữu dụng ở thị trường về pin lưu trữ áp cao. Ở đây là phiên bản High Voltage BSBES có màn hình luôn nhé mọi người, kết nối với những cái dòng inverter của DeSe hoặc là những hãng khác trên thị trường chạy pin áp cao. Thì đây là sơ bộ về những dòng sản phẩm mà Big Bang Solar đang phân phối trong phân khúc BSBES. Điểm qua một số lưu ý trong các phiên bản mới này, ngoài việc sử dụng cell pin EV chính hãng 6000 lần nạp xả thì các khối pin được trang bị mạch PCB. Mạch PCB giúp tăng tính kết nối giữa các cell pin, đưa tín hiệu lên trên BMS quản lý tốt hơn và thẩm mỹ cao cấp hơn. Ngoài ra về thiết kế thì sẽ được trang bị những cái lớp sơn tĩnh điện bên ngoài và phủ lớp ceramic bóng, sẽ tăng cái tính cao cấp và thẩm mỹ hơn nhé mọi người. Ví dụ như là phiên bản áp cao này, phiên bản xếp chồng và phiên bản treo tường. Và một điểm nó hết sức quan trọng nữa đó là tất cả các khối pin BSB đều được trang bị cục chống cháy bảo vệ bên trong, sẽ tăng tính an toàn cho pin lưu trữ và sẽ giúp cho khách hàng yên tâm hơn khi sử dụng điện mặt trời có lưu trữ nhé mọi người. Thì đây là một cái video em chia sẻ về dòng BSB. Big Bang Solar đã về kho đầy đủ các model. Vậy nên thì tất cả quý anh chị từ khách hàng thi công, khách hàng mua về lắp đặt cũng như là anh chị thương mại cũng có thể liên hệ đến Big Bang Solar để bên em cung cấp thêm một số thông tin về sản phẩm.